tôi có cuộc họp. Ừ, họp hành ở đâu thì họp. Chiều nhớ về sớm á, để xe đưa tôi đi chùa. Suốt ngày chùa với chiền. Hôm này lạ chưa? Tôi đi chùa là để tu nhân tích đức, đặng hưởng phước lành, chấp tài vàng giai tâm nguyện thân, cầu cho gia đạo bình an, mãi mãi giàu sang. Tôi nói có việc biết sao mà hẹn, bà gọi taxi mặc sức mà đi. Vợ ông giám đốc không biểu tôi đi xe ngoài, còn đâu mặt mũi sĩ diện với bạn bè. Tôi nó cười ghê, thấy quê quê. Tôi qua má hơi mệt, coi thuốc men đều đặn, uống trước khi ăn đừng để má quên. Ôi má già rồi, nay khỏe mai mệt là chuyện bình thường, có gì đâu mà lo. Nè ông, tôi nói rồi đó, nhớ chiều đem xe về sớm cho tài xế chở tôi đi chùa đó nghe. Nè, con mang quần áo vào máy mà giặt. Nhiều đồ như vậy giặt bằng tay biết chừng nào cho rồi. Nè, không được, quần áo của người bệnh phải mang ra vòi nước nhà sau mà giặt, không có được giặt máy. Giặt chung với quần áo ở nhà là không có được nghe chưa? Dạ, con nghe rồi. Nè ông nhớ đó nghe, nhớ lời tôi dặn, chiều về sớm để tài xế chở tôi đi chùa đó nghe. Còn con Quế giặt xong quần áo, kêu anh Thắng chị Thúy dậy đi. Dạ con nghe rồi bác ơi. Con cái gì lớn rồi mà bữa nào cũng ngủ nướng tới trưa trời trưa trật vậy đó. Giờ thì mình tập thể dục. Bụng nở ngực căng, không kèm không thốt, hít vào bụng nở ngực căng, thở ra không kèm không thốt, hít vào. Cũng nhờ mình biết cách chăm sóc sức khỏe, giữ gìn nhan sắc, tại nơi đây mấy bà bạn cứ trầm trồ khen mình trẻ đẹp như nhon. Nhìn thoáng qua chừng đâu 36-37 tuổi, chứ đâu có biết là mình năm nay gần 48-49 tuổi rồi. Bác ơi, hôm nay ăn gì? Thịt bò, khoai tây, không có mua gà, sợ H5N1 á. Dạ, con biết rồi. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho gia đình tôi được an nhàn hưởng lạc, cầu cho sức khỏe, sắc đẹp của tôi luôn được xinh đẹp, mô Phật. Ủa, con Thúy bữa nay không đi học sao mà 9-10 giờ rồi còn ngồi trang điểm nữa? Hôm nay con nghỉ học. Nhà trường cho nghỉ hay là mày tự nghỉ? Ôi, học hành như mày nha, ba mày ổng mà hay được ổng chửi cho một trận á. Ôi, mới có năm thứ hai mà gấp gáp gì mẹ. Hôm nay mấy đứa bạn con tổ chức đi picnic nhân sinh nhật Nhỏ Diễm, bạn thân với con. Tối ngày hết picnic tới tắm biển, hết tắm biển tới vũ trường. Tối ngày chỉ nghe bàn chuyện đi chơi bời không mà, chứ tao không bao giờ nghe mày nói gì tới chuyện học hành hết trơn trọi. Mẹ ơi, tuổi trẻ tụi con bây giờ mà lo gì? Nhà mình thiếu gì tiền, bởi vậy học mà không chơi thì chôn vùi tuổi trẻ, xuân thời một lần không đến nữa. Ừ, mày tốt nghiệp rồi á mà vẫn ở không, suốt sáng thâu đêm đàn đúng bạn bè. Thì thời gian ngồi để chờ mở công ty, tập hợp với bạn bè đi giải quay mà mẹ. Đó, anh Thắng 4 năm học kinh doanh quản trị, mai mốt làm giám đốc công ty nè. Lại được có 3 đợt đầu, vui quá ha, nhà mình làm giám đốc 2 ông luôn. Tiền vô như nước dở bờ, mặc sức mà tiêu xài phải không anh Thắng? Đúng rồi đó. Cái đó là chuyện sắp tới. Còn bây giờ mẹ, mẹ cho con tạm ứng 2 vé đi mẹ. Cái gì? Cái gì dữ vậy mày? Trời ơi, mẹ làm như 2 triệu của mẹ là nhiều lắm vậy. Con đi chỉ có một buổi tối là xong rồi.
Đó, anh Thắng xài vậy đó. Còn con nè, con chỉ xin mẹ một lần có 1 triệu à, mà mẹ còn cằn nhằn nữa. Trời ơi, tụi bay ăn xài như vậy á, nuôi cũng lỡ đó. Mẹ, mẹ à, mở tủ đưa con 2 triệu đi, lẻ lắm, để công việc của con rồi kìa. Thôi đi, đừng có nịnh, hết tiền rồi. Mẹ mà hết tiền thì ai mà còn? Tao nói là hết rồi. À, hết tiền đô phải không mẹ? Vậy đưa tiền Việt Nam cũng được mà. Anh Thắng, em cho anh mượn đỡ 1 triệu nè, được không? Nhỏ này, mượn của mày tao lấy gì tao trả? Mà 1 triệu cũng không đủ nữa. Còn với cái, con Thúy cho nó mượn 2 triệu đi. Chiều á, mẹ ra ngân hàng rút về trả lại cho. Thiệt ha. Nè, tiền nè. Cảm ơn em gái cưng của anh quá à. Con đi à, khỏi chờ cơm. Alo, cái gì? Rồi, chuẩn bị xong rồi, chờ một chút nha. Khoan đã, ba mẹ nói á, bà nội hồi hôm hơi mệt, con tạt ngang qua phòng đi coi bà nội uống thuốc chưa. Thôi đi mẹ ơi, để chút nữa con Quế đi chợ về, mọi việc đã có nó lo. Quay, đó là bà nội của con mà. Thì mẹ là dâu cũng đâu lo lắng chi, thậm chí mẹ chẳng thèm bước vào phòng nữa mà. Mà cái con này, thằng thuốc thế nào á, bà nội đang cần gì? Nhà này mẹ phải lo lắng từ ngoài vô trong, chuyện bà nội bệnh á thì có con Quế nó lo rồi còn gì. Con sợ nhất á nội hay rầy la mắng chửi, còn cái mùi người bệnh nghe ghê ghê. Con và anh Thắng đành chịu thua, không dám léo hánh để nghe chửi hoài. Coi cái con này. Ổng đi đâu? Thúy. 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 Trời ơi, cái con nhỏ này thiệt tình á. Nội ơi, nơi gượng ngồi dậy ăn chén cháo cho khỏe nghe nội. Quế đi chợ về đó hả con? Dạ, con mới về. Nội dậy ăn cháo cá lóc nè nội, có hành, có tiêu thơm lắm. Cháo con nấu thơm, ngon lắm. Thơm ngon á thì nội phải ăn nhiều nhiều để mau hết bệnh nghe nội. Nội mệt, miệng đắng nghét nè, nuốt không có nổi. Nội phải ráng ăn thêm chút nữa, có cháo trong bụng á mới uống thuốc được. Quế à, mai mốt nội hết bệnh, con cũng ở đây luôn với nội nha con. Dạ, dạ con cũng không biết nữa, nhưng con thương nội lắm. Con đừng có bỏ nội. Cái nhà này không có con là nội cảm thấy hoành. Buồn biết bao nhiêu, thôi túi một mình, không ai tâm sự sẻ tình thâm máu mù mà như nước lạ người dân. Giàu có cao sang mà tình nghĩa nỗi ơi đừng chánh lòng suy. Để sống với làng xóm mà thôi. Con cá cầm dao,
mà tình ta nằm rồi mốt rồi mai nỗi có xuôi tay nhắm mắt nơi cách rung chung nhau tổ phù nỗi thấy vui và mà con xin sẻ chia ước nguyện cuối đời nhưng mà giờ nỗi chưa được khoe không thể nào về chốn cũ quê xưa ở đây mà nỗi tưởng như ngồi trên đống lửa vậy. Nội, nội ráng thêm một muỗng nữa đi nội. Thôi, nội ăn không có nổi nữa. Vậy, nội uống miếng nước đi. Chai gì màu đen đen mà gói ở trong miếng giấy vậy con? Dạ, hồi nãy con đi chợ, con mua cho mẹ con chai thuốc nhuộm tóc. Con định chuẩn bị về quê hả? Dạ không có đâu, con mua để đây. Chừng nào nội thiệt khỏe, con xin phép bắt được về quê thăm ba mẹ và mấy em con vài ngày. Tóc mẹ con cũng bạc rồi hả? Dạ chưa nhiều, nhưng cũng có. Nội, để con kể cho nội nghe. Hồi nào tới giờ á, con đâu có biết thuốc nhuộm tóc là gì. Con rón rén bước vào cửa hàng nói á, chị bán cho em một chai thuốc nhuộm tóc. Chị chủ tiệm hỏi có hai loại, loại của Nhật là 80 ngàn, loại Trung Quốc thì 20 ngàn, em mua loại nào? Rồi con mua loại nào? Dạ con mua loại Trung Quốc. Mẹ con nhuộm tóc trẻ đẹp lại sống hoài với con. Mẹ con nhận được món quà này chắc là vui lắm đó. Ủa, sao nội khóc? Nội buồn hả nội? Ừ, nội buồn. Chuyện gì làm nội buồn vậy nội? Không có chuyện gì đâu con. Nội, nội đừng có giấu con. Hay là không ai tặng quà nội rồi nội buồn? Nếu vậy á, mai đi chợ con mua một chai thuốc nhuộm tóc á, để tặng nội, để nội nhuộm nội trẻ lại sống với con với cháu nghe nội. Con ơi, dầu tóc nội có được nhuộm đen nhưng tuổi xuân đâu còn nữa. Dầu nỗi đang ở cửa rong nhà cao mà tựa như chùm rơi. Nỗi tuổi phận mình là chùm rơi bám vào thân cây cổ thụ gian chân em cơm ngon áo đẹp lắm bạc nhiều tiền là có hạnh phúc đâu con. Nỗi đớn đau làm nỗi tê buốt theo hôn và cảm thấy buồn cho số phận. Con biết nỗi xúc động vì món quà nhỏ của con làm nỗi xót xa vừa buồn vừa tôi. Thank you.
khen cháu mà thôi. Quê ơi bấy nhiêu đó, nội cũng cảm thấy bước đơn côi, được ấm áp trong ngôi nhà lạnh lẽo. Nội đừng nghĩ ngợi mong lung mà hãy thêm sức khỏe, sang tuốt tan hằng ngày sớm hết bình nội ơi. Chừng hết bệnh rồi, nội với con sẽ về quê thăm bà con một chuyến nha con. Dạ, con cũng mong nội mau sớm hết bệnh để con được về quê. Cái gì tối tát gì mà bữa nào cũng về trễ hết trơn trời. Mẹ đợi ba hả? À, chứ còn ai nữa? Ôi ơi sức đâu mà đợi ông giám đốc, nhiều việc lắm mẹ ơi. Nhưng mà tao đã dặn ông hồi sáng rồi. Nhiều việc hay là đi cặp bồ đi hú hí ở đâu rồi không biết nữa. Thôi mẹ lên xe đi, con chở mẹ đi. Thôi chiếc A còng của mày hai lần bị tai nạn rồi, tao ớn lắm à. Có nhậm nhò gì đó mẹ, hai lần cỏ quẹt trầy da chóc dãy có chút đỉnh nè. Phải à, chứ chưa chấn thương sọ não hen con. Gì mẹ sợ hả? Sợ thì thôi, cứ ngồi chờ ông đi, chuột cũng súc đêm có trễ nãy gì. Thôi tôi mệt rồi, tôi lên lầu ngủ nha. Nè, mày ngày nào cũng xỉn cũng sai hết à, đang đứng bạn bè thiết rồi hư nghe con. Mẹ nhậu nhẹt chơi bời chút đỉnh gì mà hư làm sao được mà hư. Mẹ cứ yên tâm lo chuyện chùa chiền, đem phước đức về cho cả nhà ta. À, lúc nãy trong nhà hàng Mimosa tôi thấy con Thúy nó ôm sành nẻo như một ông già, ôi liếc mắt đưa tình rất là tình tứ. Robert Dũng là bạn của em, Việt Kiều ở Canada. Anh ấy mới về nước được 2 tháng nay. Anh hứa sẽ thu xếp cho em một chuyến du lịch ở nước ngoài, Úc, Mỹ hay là Singapore. Thiệt, tao có hai đứa con vô phước hết sức. Cái gì mà vô phước mẹ? Được đi nước ngoài sướng muốn chết luôn à. Đi có người bao, khỏi tốn tiền. Ơi, khói đứa bạn con hả? Nó nằm mơ cũng không được nữa. Gì? Bạn mày hả? Sao tao thấy ổng còn muốn già hơn cả ba nữa đó. Bực bội vậy đó. Hẹn với mấy bà bạn rồi à. Alo, chị Huệ hả? Ổng chưa có về thì ráng chờ chút nữa nghe. Rồi ổng về tới rồi nè. Chú đưa tôi đến ngã tư Đống Đa kế khách sạn Hồng Nhung á, rước mấy bà nữa nghe. Ông với nhà ăn cơm trước đi, đừng có đợi tôi. Thằng Thắng, con Thí lại đây. Dạ, có chuyện gì không ba? Con Thí đâu rồi? Thí ơi, ba kêu. Ba kêu con là con có mặt liền à. Chắc ba định cho tiền tụi con hả ba? Hai đứa ngồi xuống đó. Ba chuẩn bị cho tiền hai anh em mình đó anh Thắng. Tiền bạc thì ba không thiếu, các con cũng không thiếu. Cả nhà này không ai thiếu tiền. Ba nói vậy chứ con đang chờ việc làm. Tiền ba mẹ cho con xài hút hoài à ba. Tối qua bà nội mệt, hôm nay nội có khỏe không? Dạ con Thí. Dạ. Sức khỏe của nội hôm nay thế nào rồi? Dạ con đi công chuyện, hồi sáng giờ con mới về à ba. Ba thấy tụi con ít viếng thăm chăm sóc bà nội. Ba nghĩ coi,
cái chuyện cơm cháo nè, rồi giặt giũ tắm rửa cho nội đã có Quế lo rồi. Còn thằng Thắng? Dạ, thỉnh thoảng con cũng có ghé phòng nội. Lần nào con tới nội cũng rầy, nội cũng chửi con ngại quá à. Mà hình như tối nào ba cũng ghé phòng nội mà. Đó là nhiệm vụ của ba. Ba có bị nội rầy không ba? Có. Đó, thấy chưa, nhà mình nội không có ưa ai hết à. Em cũng thấy vậy đó. Nhưng nội rầy phải, rầy đúng. Ba, ba nói đúng là đúng chỗ nào vậy ba? Nội già rồi, đâm ra khó tánh. Các con không được hỗn. Nội nói nhà ta bạc tiền thừa thải, nhưng thiếu hụt nhân tình, mỗi người chỉ lo thỏa mãn cá nhân, không quan tâm chăm sóc gia đình, mau mủ thâm tình còn thua người dân kẻ lạ. Ôi, thế hệ của nội đã cũ kỹ lắm rồi. Hiện nay là thời đại A Cộng, tiền bạc càng nhiều càng được tôn vinh. Có lẽ ba cho tụi con là tận dụng, nhưng nếu nhà ta không có nhiều tiền thì làm sao ba xây ba bốn tầng lầu, một bước ra đường là xuống ngựa lên xe. Cha con nói cũng có phần đúng, nhưng chỉ đúng có một phần. Sống trên đời còn gì cái lễ cá nhân, ăn ở với nhau phải có nghĩa có tình. Ôi, tình nghĩa là chính, tiền bạc là 10, vàng tới 24 lận đó ba. Con nhớ hồi năm ngoái, mẹ đâu có chịu đem nội về nuôi đâu, tại ba rước về nên bây giờ. Đồ vô nghĩa vô nghi, tụi bay im đi. Alo. Hả? Cái gì? Ai bệnh? Hả? Bà già chồng tôi hả? Mình nè, ở dưới quê gọi lên nói má bị bệnh gì á. Alo, tôi hay được đây. Anh Sáu hả? Má tôi bệnh mấy hôm rồi anh? Cả tuần rồi hả anh? Dạ, tôi sẽ thu xếp. Dạ. Dạ, tôi chưa bàn với gia đình. Nhưng được. Xuống máy nghe anh Sáu. Dạ, chào anh. Má bệnh gì vậy ông? Bệnh già đủ thứ hết á, xương khớp lên máu ghẻ lở. Chiều nay đi làm về sớm, tôi với thằng Thắng về quê rước má lên nhà mình trị bệnh vài tháng. Khi ổn bệnh rồi á, thu xếp cho má ở với vợ chồng mình luôn. Bà thấy thế nào? Ở dưới quê không có bác sĩ sao? Nhưng trị bệnh ở dưới có ai chăm sóc cho má? Chỉ có anh Sáu, nhà kế bên chạy qua chạy lại với má. Từ khi ba mất đến nay nè ông, việc này thì ông nên bàn tính kỹ lại. Vườn tược đất đai mồ mà ông bà, má lên ở đây thì ai chăm sóc cửa nhà, ai hằng ngày gian gói cho ba. Chuyện mồ mả đất đai vườn tược để tính sao cũng không muộn, ngay bây giờ phải lo sức khỏe trước. Trước má lên liền trong nội tối nay, tôi đồng ý cho má lên đây trị bệnh vài tuần, nhưng mà khi ổn bệnh rồi ông đưa má về quê nha ông. Ở đây sẽ khổ ồn ào, chắc là không có thích hợp với mấy người già đâu. Thôi, bà im đi. Cái luận điệu ngụy biện của bà cũng đã dư biết chăng là. Gia đình có tôi là con trai một, mọi chuyện sao trước trong ngoài tôi phải lo toan, biết đùn đẩy cho ai những chuyện hậu sự. Ông mà, ông bình tâm bớt giận đi. Bổn phận vai trò trách nhiệm của ông đối với mẹ cha tôi đâu có phủ nhận, nhưng mà ông đem má về đây là phiền con khổ vợ. Kể cả mẹ đẻ ra tôi bệnh hoạn như vậy tôi cũng không thể. Đó là những lời thật lòng tôi bày tỏ với ông.
Trời ơi trời đã quay cuồng, chết choáng mặt mày đau đuốc con tim. Lần đầu tiên tôi nghe điều xót xa này lại phát ra từ người vợ thân yêu. Ừ, thì tại cái tánh tôi sòng phẳng, rạch rồi, mít lòng trước, đặng lòng sau. Dù sao tôi cũng cảm ơn bà đã nói ra một sự thật. Tôi với ông ở với nhau 20 mấy năm rồi, hôm nay ông mới biết tôi sao? Tôi lầm. Ông nói gì? Ông nói lại tôi nghe coi. Tôi nói tôi lầm. Lầm cái gì? Hay là ông nói ông cưới tôi là sai lầm có đúng không? Nè nè nè, tôi cho ông biết, nếu không có tôi, không có ba tôi thì còn lâu ông mới được như bây giờ. Điều đó cũng đúng. Vậy thì điều gì sai? Ông nói tôi nghe coi. Tôi rất buồn bà không tròn bổn phận, thiếu nghĩa ân tình. Ý của ông nói là tôi phải lo toan than thuốc giáo cơm phải không? Lo cho má vượt qua cơn bệnh nặng, điều đó thì ngoài khả năng của bản thân tôi. Tôi nghĩ có tiền, chuyện gì nó chẳng xong. Mượn ô xin đi, chăm sóc khốn ngon, bỏ ra ít bạc là xong mọi chuyện. Má tuổi đã cao, cần tình thương bổn phận cho tròn hiếu đạo. Ý ông nói vậy là sao? Thì bà tự xem xét lại mình đi. Hàng tuần tôi đều đi chùa, nghe kinh, nghe kệ. Tôi dư thời gian để xem xét mình rồi. Tôi cảm thấy ngào ngán quá. Ông chán tôi chứ gì? Cái này tôi không ép rồi. 20 mấy năm trước, ông mê nhan sắc của tôi. Ông muốn núp bóng ba tôi để tiến thân trên đường công danh sự nghiệp. Nên tôi bỏ vợ ở dưới quê để lấy ba. Tôi đã nói rồi, đâu phải do tôi quyến rũ ông. Đàn ông mà dám bỏ vợ để chạy theo vật chất địa vị là cái thứ đàn bà ông. Bà nín đi. Tôi không nín đâu. Xưa ông dám bỏ vợ để lấy tôi, nay ông cũng dám bỏ tôi để chạy theo người đàn bà khác thôi hả? Bà nín đi. Trời ơi, vợ với con này trời. Mùng 2, mùng 3, mùng 6, mùng 7, mùng 8. Mùng 8. Bà làm cái gì mà lắm nhắm vậy? Tôi lượm thóc cho cái thúng nếp nè, để mùng 8 này gói bánh cúng đám dỗ tía. Đám dỗ năm nay á, bà nhớ là làm xôm tụ năm ngoái nha ông bà. Sao vậy ông? Đợt trước thằng Được nó về, bà không có nghe nó nói à? Nó nói gì với ông, tôi đâu có nghe ở đâu. Nó nói cái đợt này về á, nó có dẫn thêm mấy người bạn ở cơ quan. Vậy ông lấy cái gì mà làm đám xôm tụ? Ngày mai nè thì tôi đi tắt đìa. Đìa của mình năm nay mà tắt á, nói thiệt với bà, thệ cũng được vài chục ký à nha. Làm đám mà một ít, còn ít ông để tôi làm ủ mắm nè. Thằng Được nó có nói với bà là bữa nào nó về không vậy bà? Nó nói gần đám dỗ đó mới về. Mà chuyện nhà nước lu bu gì đó, nó về sớm không có được đâu. Ủa, rồi con Tư đâu rồi bà? Nó đi cắt lúa trả công cho vợ chồng ở thằng Sáu á. Hôm trước nhà mình làm lúa, vợ chồng nó qua tiếp 4-5 ngày gì đó. Bà ơi, cây trà đợt này đó nha, nó khá hơn đợt trước đó bà. Đợt này tôi mua ở ghe hàng của chú Chợt Ngoán đó ông. Bà, bây giờ tôi nói bà nghe nè, bà ngưng tay lượm tóc đi. Bà lại đây, bà ngồi xuống đó, rồi bà uống với tôi một miếng nước trà, rồi tôi sẽ kể cho bà nghe cái chuyện này nè. Trời ơi, có chuyện gì mà ông có vẻ trịnh trọng quá vậy? Nè, bà uống nước đi cái đã. Tôi hỏi bà, vậy chứ bà có để ý gì không? Thời gian gần đây thằng Được ít về hơn trước, bà thấy vợ chồng nó có điều gì cắn đắng? Sao quê tới rồi tôi không thấy mặt mùi nó đông,
tự nhiên thì vợ chồng mới mà nó dò dò một mình. Hãy nổ chân vợ quê nó thích con dây ở trên thị thành, tôi thương con tư nước cực khổ hiểu lầm. Suốt tháng quanh năm nó lo đầm khô chờ. Con Tư nó nói với bà sao? Chuyện gì nó cũng tâm sự với tôi, riêng cái chuyện vợ chồng của nó thì nó có than thở gì đâu. Vậy sao bà biết nó buồn? Ông à, linh cảm của đàn bà tôi biết nó buồn mà không dám nói. Vợ chồng sẽ mà lại cách xa, làm con người chứ đâu phải là sỏi đá nguyền ngôn nhân. Tôi nó tự nguyện để xây dựng vợ chồng, chứ tôi với bà nào quét dầu hay mỡ. Mà nay nó vợ chứng ngừng nó hờ lạnh nhạt với vợ con. Để nó về đám giỗ chuyến này á, tôi với ông hỏi nó coi. À, vậy cũng được. Thôi bây giờ để tôi đi qua tôi rủ làm sao. Ngày mai nó qua nó tiếp với tôi đang cắt đi. Ông đi về xóm ăn cơm á nha. Hôm nay tôi nấu canh chua cá lóc với bông su đũa đó. Bà hiểu ý tôi quá. Vậy chút nữa tôi rủ thằng Sáu nó qua lai rai ít ly coi. Thôi tôi đi nha ông bà. Anh tính bữa nào anh lên trển? Đám giỗ xong rồi anh ở chơi thêm một bữa hôm nay nữa. Sao anh đi sớm vậy? Công chuyện cơ quan luôn buồn lắm. Anh có biết là từ ngày đám cưới tới giờ đã bao lâu không? 11 tháng. 11 tháng 8 ngày chứ anh. Mấy ngày lẻ tẻ mà tính làm gì? Vậy mà anh về có 3 lần. Mỗi lần về ở với gia đình với vợ con chưa đầy 2 ngày nữa. Anh đã nói là công việc ở cơ quan, làm sao ở lâu được. Anh có biết là ba má trông có cháu nội đi ẵm bồng đến mức nào không? Biết. Nhưng đã gần 2 năm tìm hiểu và yêu nhau, dầm sống trước nhà trở thành nơi hòa hẹn. Nhìn đôi đom đóm trên ngọn bần, anh thỏ thẻ chuyện tình mình đẹp mai. Con nước
nước sông cũng rong đầy theo mùa gió chương. Trong vòng tay anh em sung sướng khôn cùng. Mơ một ngày không xa mình chung cách liền canh, chiều chiều dắt tay nhau đi trên bờ xuôi, nghe lúa thì thầm khúc nhạc đông quê, rồi con mình sẽ tập nói ê a. Em ngồi giả áo nhìn hai cha con đùa dân, bữa cơm chiều sao đang nấu canh, vợ chồng trang hạnh phúc tràn đầy. Đầu anh trễ hẹn làm em vẫn hờn ba bốn ngày sau, chiều buông lòng lại nôn nao mong trời mau tối để gặp nhau nơi cây bần. Cảm ơn bờ sông cây bần và nỗi đơn đơn đã một thời thắp sáng lửa tình yêu. Dù sao mình cũng có một khoảng thời gian thơ mộng và lãng mạn. Còn bây giờ? Bây giờ thì thế nào hả anh? Bây giờ cơm áo gạo tiền, chức quyền địa vị, buộc người ta phải thực tế hơn. Anh nói gì? Em chưa hiểu. Vì hoàn cảnh công tác, anh với em không ở gần nhau nên khó chia sẻ kịp thời những buồn vui. Như vậy là ngày mai anh đi, anh lấy ít về hơn nữa phải không? Mong em thông cảm cho anh. Hay là anh chê tôi quê mùa dốt nát, anh phải lòng những cô gái thị thành? Anh thấy mình có lỗi với em. Hay là anh có một đề nghị? Điều gì vậy anh? Thưa với ba má, cho tụi mình xa nhau một thời gian dài. Được, mày nói sao? Tao muốn nghe mày nói lại. Tam vàng bỏ ngải phải không? Vợ chồng mới cưới một ngày xa. Dạ, không có gì lớn chuyện đâu ba. Tụi con chỉ đổi trao tâm sự. Mà con chỉ nói ví dụ với vợ con, nếu mai mốt này cứ đi công tác hơi lâu. Ba đẻ ra mày, mày không thể nào qua mặt được đâu. Hay là mày đã phải đồng cô nào ở cơ quan? Mày mà bỏ con Tư thì đừng xem tao với má mày cha mẹ. Đừng về lại quê tao, chết cũng đừng để tan. Ba với anh được nói chuyện, con ra đằng sau dọn dẹp một chút. Con ngồi xuống đó đi. Hôm nay ba với má muốn ba mặt một lời. Được. Dạ. Con có còn yêu thương con Tư không? Má hỏi làm con khó trả lời quá. Không có nói lòng vòng gì hết á. Trả lời có hay không? Dạ, dạ. Má mày hỏi có hay không, sao không trả lời? Từ ngày con Tư nó về đây, nó đã đỡ đần cho ba má chuyện trong ngoài nhiều lắm. Ba má thương nó như là con gái của mình vậy. Dạ con biết. Ba má đừng buồn nữa. Con hứa sẽ dẹp qua những ý nghĩ vẩn vơ bậy bạ đó.
Nếu mà con đã hứa thì ba má mới yên tâm. Thôi, thằng Đức nó đã hứa rồi. Bây giờ thì tôi với bà đi ra đằng sau nè, để cho vợ chồng có tâm sự. Đi bà. Làm tuần 100 ngày cho ông đã hơn 2 tháng mà thằng Được không về thấp một đi nha. Linh tinh mách bảo cho tôi có chuyện không lành, sợ hạnh phúc tuổi nó mong manh vượt biên. Ông sống vô thắp dưới tình linh thiêng, về phù hộ cho hạnh phúc được vui tròn. Tôi thấp hổm thập thân, sợ một ngày vợ chồng tan vỡ, thương con dâu lỡ giờ mang vợ, nghĩ phần mình sao vô thương, sinh khôn ra mà không dài được. Con dọn cơm rồi, chờ má xuống ăn. Má chưa có thấy đói, chút nữa má ăn cũng được mà. Má chưa ăn thì con đậy lại, tối con với má ăn. Tư à, từ ngày bá con mất cho tới nay, căn nhà này thêm trống trải. Hai người đàn bà nương tựa vào nhau, đôi ngó hồng qua dù anh được không thương, con cũng là dâu của gia đình. Mẹ con mình rằng vợ chồng không hợp nhau, lại ở cách xa nên khó sẽ ngọt chia bùi trong cuộc sống. Cầm lá đơn mà con bàng hoàng, như vừa nhận được tin bệnh ung thư sắp chết tới nơi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chẳng bằng ai. Mỗi năm khi mùa lúa xong xuôi, con vui vì nghĩ chồng mình sẽ an tâm con ta. Chớ đâu biết rằng người ta âm thầm bôi bạc rồi nhân tâm đánh được giữ tấm đồng. Má sanh con mà không có sanh lòng, khổ thân má. Chắc tại tụi con có duyên mà không nợ. Tư à, má có cảm giác là thằng Được nó đưa tờ đơn này là nó không về nữa. Dạ, con cũng không biết nữa, nhưng con cũng có linh cảm như má vậy. Mẹ con mình ngóng trông mòn mỏi nó hoài mà nó có về đâu. Chắc tại anh bị người ta dụ dỗ, hay là bị bỏ bồ mê thuốc lú gì quá à. Gần tháng nay đêm nào má cũng trằn trọc nghĩ suy, không được làm dâu mà nhận con làm con gái. Mà khuyên con một điều mà thấy lòng vô cùng ái nái. Điều gì? Má cứ nói con nghe. Tư ơi, má khuyên con nên kiếm giàu lắm đừng quý tôn chờ đợi nữa làm gì. Thêm vô dòng thiếu mòn tuổi xuân. Chờ thêm ít năm nữa coi sự thể thế nào. Đừng con sẽ chết già mất con. Biết việc này không dễ dàng gì, như vết thương chịu đau một lần để không còn bị nhức nhối về sau. Má để từ từ con suy nghĩ thêm. Nếu mai mốt có đám nào dám hỏi con, má sẽ đứng ra gả con gái của má. Má, con lỡ làng rồi có ai mà thèm hỏi. Ngồi làm gì đó Quế? Dạ, em dọn xe chạy. Công chuyện làm xong chưa? Dạ, cơm nước xong, dọn rửa chén bát rồi, ủi đồ cho cả nhà xong, tắm cho bà nội rồi. Bộ nhớ nhà hay sao mà mày ngồi buồn vậy? Dạ nhớ nhà, nhớ em. Thôi, ngày mai tao lục trong tủ, tao cho mày mấy con búp bê cũ, để khi mày rảnh mày chơi với nó cho đỡ nhớ em. Dạ, em cảm ơn chị. Ê Quế, coi nè. Đó, mày thấy bộ này có màu đen không? Dạ đẹp lắm. Vậy tao mới tặng đó. Chị sướng thiệt đó. Mày thấy ở đây sướng hơn quê mày hay không? Một bước là lên xe, muốn gì cũng có, nhưng đồng tiền làm ra cũng trót dậy chày da.
đôi lúc á, nhiều khi cũng nhột. Có người kiếm cũng khỏe re à, công việc nhẹ tay à, chỉ cần nước bọt. Nhưng có người cũng trần ai quay cổ, kiếm được miếng ăn cực khổ trăm bề. Em mong sao bà nội xuống hết bệnh để em về, nhớ ba mẹ em út bạn bè, nhớ cửa nhà và nhớ làm quê. Nhà tao thuê ô xin giá có hơn chỗ khác nhiều, bằng đi khúc mướn 3-4 tháng trời, được như mày thôi đứa nằm mơ. Sao em nghe nói trước em á, có mấy đứa tới đây thử việc, mới có thử 2-3 tuần đều rút lui hết. Cũng tại tụi nó nghèo mà chảnh. Thang nào là công việc nhiều nè, vất vả, nào là không biết chăm sóc người bệnh, ôi đủ thứ hết á. Má tao ghét nên cho dè hết. Nhưng mà cũng may gặp được mày, mày chăm sóc cho nội tao, chứ tụi tao rớ tới là bị rầy bị chửi. Em thấy nội hay rầy la, nhưng nội thương chị và anh Thắng lắm đó. Gia tài có 2 đứa cháu ruột mà mày. Vậy là chị thương nội phải không? Nếu mà chị thương nội, sao chị không tranh thủ ghé thăm nội? Tao học hành lu bu, với lại có mày giúp việc rồi, tao cần gì phải vào chăm sóc. Em nghĩ nội chỉ cần chị thường xuyên vào phòng với nội tâm sự, để nội đỡ buồn, giúp cho nội mau hết bệnh. Mày nói cũng có lý ha. Để tao sắp xếp công chuyện, tao cố gắng tranh thủ vào thăm nội. Thấy chưa, tao nói mà, chút xíu thôi là có công chuyện rồi. Alo. Dạ, anh hả? Sinh nhật bạn anh hả? Sao anh không cho em hay sớm hơn? Nhưng mà không sao. Dạ, anh ơi, anh chờ em trang điểm nha, 1 tiếng nữa anh đến đón em ha. Dạ, ok, bye bye. Bye anh. Hôm nay má thấy trung mình thế nào? Má không có được khỏe. Con Quế nó chăm sóc má có chu đáo không? Thì chỉ nhờ có 1 tay của nó được à. Bệnh má chị có mau không con? Cái gì cũng từ từ, má gấp quá làm sao được. Tuổi già sức khỏe phục hồi chậm, hơn nữa bác sĩ nói má tới 3-4 thứ bệnh, nào là lên máu nè, rồi nhồi máu cơ tim nè, rồi thấp khớp, cộng thêm ghẻ lở ngoài da nữa. Nằm riết á, rồi nó nực nổi, ngứa ngái xanh ra ghẻ lở, má chịu không có nổi. Thuốc men loại nào cũng có, má phải cố gắng, một ngày tốn cả 100,000 chứ, má nói ít làm sao. Được à, má cũng không sống bao lâu nữa đâu. Má muốn về gần gũi bên mộ má ba con, để ấm bước lạnh lẽo hoành niên. Mấy tháng nay má vừa buồn vừa nhớ quê hương, nhớ căn nhà nhỏ thân thương. Ở dưới bây giờ đâu còn ruột thịt, hơn nữa nhà cửa đất đai tôi đã bán rồi, má còn muốn về đó làm gì? Trời ơi, má người nào mà má không biết lòng đây, đó là phần hương quả của tổ tiên. Má lên đây đâu ai giữ ai gìn, hơn nữa giờ tôi cũng cần tiền để xoay sở thuốc men bệnh.
tình hoàng cho ma mấy tháng qua. Nghe con nói mà má đây suốt xa tuổi phận mình, đau hơn ai cách một tâm tình. Nhớ lúc con mới chào nhà mình lâm cảnh con đốn nghiêng nàng giật giả loạn lạc tan. Mẹ con mừng chống phản tư, con uống nước cơm qua đường mà từng ngày lớn lên. Ma hãy kể chuyện đời xưa, những chuyện này con thuộc lâu rồi, ma đem ra giảng hoài nên bàn chuyện cuộc sống. Vậy mà con còn chưa cuộc khi người ta sung sướng sang dạng ở nơi đô thị ồn ào, rồi quên thời tấm mặn ngàn. Thôi tôi lên phòng nghỉ ngơi, mai còn đi làm việc. Quê, quê đâu rồi, cho nội miếng nước. Dạ, dạ con nè. Nội ơi, nội mệt hả nội? Nước nè nội. Cái ông này, bộ không nhớ bữa nay là chiều thứ sáu hay sao? Ý là hồi sáng có căn dặn ổng rồi đó. Trời ơi, mẹ lại hát cái điệp khúc chiều thứ sáu phải không? Chơi gì nữa, tao đi chùa cả năm nay rồi chứ bộ mới đi đây đâu. Tại mẹ đi chùa vào ngày làm việc cuối tuần của ba. Cuối tuần thì làm sao? Thì cuối tuần nè, ba cũng có thú vui đi nhậu nhẹt với bạn bè. Vậy tao đổi lại đầu tuần nha. Mà ổng trễ nữa mày tính sao với tao đây? Tính sao? Ai biết tính sao. Bởi vậy hổm tao quạo tao nói với ổng, tôi á nha, tôi mà trúng số độc đắc, tôi mua liền một chiếc xe hơi, thuê riêng tài xế chở tôi đi chùa. Rồi mày biết ba mày nói với tao sao không? Dạ biết. Ba nói mẹ có tu trăm kiếp cũng không thành chánh quả. Ủa, sao mày hay quá vậy? Thì cái vụ này con nghe ba với mẹ cãi nhau hoài à. Riết rồi hả? Con thuộc nằm lòng luôn á. Cũng tại tao ở cái nhà này tao bực bội quá đi, nên tao muốn tìm đến chốn thiền môn để tịnh tâm một chút. Mà Thúy à. Dạ. Hay là con phone cho thằng rể Việt Kiều tương lai của má đem xe đời mới để chở nhặt mẫu đi chùa đi. Chuyện nhỏ, để con. Kệ nó, dù nó có già một chút nhưng nó có nhiều đô là được nha. Alo, em nè. Anh đang làm gì? Sao mà nghe ồn quá vậy? Alo, tiếng con gái nào cười vậy anh? Hả? Anh đang chơi ở nhà bạn hả? Anh ơi, mẹ kêu anh đem xe lại chở mẹ đi chùa, được không anh? 30 phút. Dạ. Mẹ, anh nói 30 phút có mặt. Có vậy chứ. Nội, mẹ ơi, mẹ uống thêm chút thuốc nữa nghe nội. Nội mệt lắm. Nội, hay là để con tha dầu nóng cho nội. Nội, sao chân của nội lạnh quá vậy nè? Nội khó thở. Nội ơi, nội uống chút nước được không nội? Nước, nước. Dạ, nước, nước đây nè nội. Nội ráng uống cho khỏe nghe nội. Miệng, miệng đắng, lưỡi khô. Trời ơi,
mồ hôi ướt hết trơn rồi nè. Để con lấy khăn lau cho nội. Nội thương con nhiều. Chắc nội không qua khỏi. Nội ơi, nội đừng có nói như vậy. Nội đừng làm con sợ mà. Nội nằm ở đây nha. Để con chạy lên lầu kia bắt được. Bác được ơi, bác được ơi. Trời ơi, cái con quỷ này, đêm hôm khuya mày đến đây làm chi? Định dụng trộm che giảng chứ gì? Tao mới đi thôi mà mày quá lắm. Đồ con ở mà đòi ngủ với ông chủ. Mấy tháng đại thấy mày ngây thơ, tao lầm. Cái đồ lăn loàn mà. Đi, mày đi mau, cho quất mắt tao. Quang cho con đến đây báo tình, cho bác được thấy bà nội mệt nhiều. Bà chân lạnh tanh đạp lên khó thở. Bà nội khóc nói lời chăn chuối. Con mắt trăng tươi khóc tươi lắm bác ơi. Ôi vậy là chắc ta sắp chết rồi. Ông ơi, ông ra đây mà coi nè. Tự nhiên bà đánh quế. Tôi tưởng là làm. Bác ơi, bác, bà nội mệt. Bác nghe rồi. Cả nhà chạy xuống phòng má xem sự thể ra sao. Mau lên. Thằng Thắng đếm bọc tiền này nè. Còn con Thúy đếm cái bọc đó. Bọc này 50.000 không à. Đếm mỗi tay lắm. Mẹ, đưa con bọc kia đi. Cái thằng kiếm tiền cũng điếc lắm. Nè, đưa bọc tiền nhỏ đây cho em. Có tiền cho em đếm tới chiều, tới tối, tới mai cũng không biết mệt nữa. Ông kiểm tra cái sổ phúng điếu coi. Những tay đại gia bạn bè của ông á, coi còn sót ai không. Cơ bản là đầy đủ. Chỉ có anh Tám giám đốc xí nghiệp Mai Toàn Thắng đang đi công tác nước ngoài, nghe tin cũng điện về lệnh cho văn phòng đem đến phúng điếu 1.000. Ông đưa cuốn sổ tôi coi. Xí nghiệp đồ nhựa Hoàng Lâm, anh Sơn trưởng phòng kinh doanh, Robert Dũng bạn con Thúy. Cái thằng Robert Dũng này biết ga lăng ghê nha. Lấy lòng bên vợ tương lai quá đó chứ. Thằng anh cúng bao nhiêu vậy mẹ? 3.000 đô. Ôi, mà có nhiêu đó nhầm nhè gì với nó con. Để mà coi tiếp. Anh sâu nào cả. Ôi, ông, mấy thằng lính của ông nó ghi chữ ẩu quá, tôi đọc không có ra. Đưa coi. Đó, chỗ đó đó. Anh Sáu dưới quê chứ ai. Anh Sáu mà đọc cái gì được thành ông sâu. Để coi. Anh Sáu 5 kg cá lóc, 2 buồng chuối xiêm, 30 hộp vịt. Trời ơi, đi đám ma mà làm như đi thăm nuôi trong tù không bằng vậy. Bà cười cái gì á? Cái giọng cười của bà sao tôi nghe nó trái cây lỗ tai. Dưới quê đâu dễ kiếm tiền, quan trọng là ở tấm lòng. Anh Sáu với gia đình mình một thời cơ cực, tuy không họ hàng nhưng hết lòng chăm sóc má ba. Hoàn cảnh ở xa tôi đây không làm được, nhiều lúc nghĩ lại mà thêm thẹn. Thì chuyện này có lần ông đã nói với tôi, nhưng tôi cười là cười cái sự lạ. Phun điêu đám ma bằng chuối xiêm và hộp vịt. Thôi ba mẹ, đừng có cãi nhau nữa. Một trường hợp này đâu đến nỗi thất thu. Phần con đã đếm xong rồi, cần đôi tổng kết coi lại bao nhiêu. Tất nhiên là được khá nhiều.
con đề nghị một điều xin mẹ lắng nghe. Muốn dòi dĩnh gì nữa đây ông con? Lần này mẹ cho con đổi xe khác nha mẹ. Nghe mẹ. Mày im đi. Phá của gì mà vậy, chưa đủ hay sao? Trời ơi, con xài vậy đâu có đáng bao nhiêu đâu mà mẹ la con. Còn ông á, ông coi kiếm việc gì cho nó làm đi. Tốt nghiệp cái năm trời nay cứ lông bông cà nhỏng hoài. Chờ vài tháng nữa tôi lo xong thủ tục mở cho nó công ty riêng. Dạ, giám đốc trẻ nghen, lúc đó tha hồ mà quậy. Mày thấy vậy á, chứ tao khi làm giám đốc tao khó lắm mà. Cỡ như mày tao chưa chắc tao nhận làm nhân viên cho công ty của tao nữa đó. Ai mà cần. Khỏi lo cho nó đi con, nó có gốc Việt kiều cứng khừ rồi, chẳng có cần đi làm mướn cho mày đâu. Thằng Robert Dũng hôm trước lại đây kêu tao bằng bác, tao thấy mắc cỡ quá trời. Ba chê ảnh già chứ gì. Nó nhỏ hơn tao 2 tuổi, lớn hơn mẹ mày tới 4 tuổi lận. Ôi, tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu ông. Biết vậy, nhưng mà yêu là phải bàn vô nói vào, không có nhân nghị gì hết á. Thì cũng như ông hồi đó. Sao? Ông yêu tôi, ông cãi cha cãi mẹ để lấy tôi cho bằng được. Thì còn tôi yêu ông, nên cũng đâu có chấp nhất việc ông có một đời vợ. Ba với mẹ lại nói chuyện đời xưa nữa rồi. Thiếu gì chuyện của ngày nay không nói, nói chuyện ngày xưa hoài, chán thấy mồm. Thôi, ta với mày đi đến nhà dưỡng ba Robert Dũng chơi đi. Anh Thắng, anh gọi dưỡng ba Robert Dũng hả? Nghe nó chỏi chỏi sao á. Trời ơi, kêu nó bằng thằng, tao ngại miệng quá à. Mặc dù ảnh lớn tuổi, nhưng cũng là em rể của anh chứ bộ. Chuyện xưng hô tính sao đi, còn bây giờ, ta với mày, go. Con đi chơi một chút nghe ba mẹ. Ừ, đi chơi một chút cho khuây khỏa đi con. Mấy ngày nay nhà có đám lu bu, tụi nó có được đi chơi ở đâu đâu. Bà chịu tụi nó quá rồi sinh hư. Con hư tại mẹ. Nè, mày dọn dẹp biết nút giặt vũ chùi lao gì xong chưa mà lên đây á? Dạ, dạ xong hết rồi. Dạ, con muốn thương với hai bác một chuyện. Thấy nhà tao có tiền rồi đòi tăng lương phải không? Bà để con Quế nó trình bày có chuyện gì, chứ gì hết trơn là ao ao. Dạ, con muốn thưa với hai bác cho ngày mai con về quê. Hả? Mày về quê để làm gì? Ở với tao ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng mà không muốn, đòi về cái xứ khỉ ho cò gái nghèo tàn mạt đó để làm gì? Dạ, con nhớ nhà, con nhớ ba mẹ với các em con. Dạ lại, lúc trước con đã thỏa thuận với hai bác, và cũng đã được sự đồng ý của hai bác là con đến đây để chăm sóc bà nội. Nếu có về thì cũng phải đợi hết tháng, chứ về vậy rồi biết thanh toán với mày ra làm sao. Thôi, bà cứ để con Quế nó về, bà thanh toán 3 tháng tiền lương theo thỏa thuận với nó đi. Nếu mà tính sòng phẳng á, thì mày ở đây còn thiếu 5 ngày nữa mới tròn 3 tháng đó. Mà thôi, hai bác cho mày đủ luôn 3 tháng, vậy chi là 6 triệu. Thấy mày cực khổ, tao cho mày thêm một bộ đồ nữa. Bác gái con chu đáo với con vậy đó. Dạ, con cảm ơn hai bác. 6 triệu này á, bằng nhà mày làm ruộng quần quật cả năm rồi còn gì. Sướng thiệt đó nha. Thôi bây giờ cũng còn sớm, con đi ra chợ sắm gì thì sắm đi. Dạ, con cảm ơn hai bác, con không có sắm gì hết. Xin phép hai bác con xuống nhà dưới. Ủa, bộ đồ ở đâu có sẵn mà bà cho con Quế vậy bà? Thì bộ đồ của con Thúy nó mặc không vừa, nó bỏ trong tủ cả năm nay mà. Nỗi nằm lại yên lành nơi đô thị, con về quê xẻo đứt xẻo bầm, xếp hành trang lòng dạ bâng khuâng, nghe bệnh rình bước chân về chốn. Mà về quê sớm
con nôn quá rồi nội ơi. Mẹ, mẹ phải kiểm tra coi bà nội có cho con quế gì không. Ừ, mẹ cũng đoán chắc có lẽ thế nào bà cũng cho nó tiền. Nhà mình ai bà cũng rầy cũng chửi, chỉ có một mình nó là bà không có nặng lời bao giờ hết à. Con sợ không những tiền mà bà nội còn cho nó vàng nữa đó. Vô đi, vô phòng nó lấy cái túi xách ra kiểm tra thử coi. Ui, sao vậy? Con sợ lấy mồ luôn à. Phòng bà nội mới chết lạnh tanh thấy ghê. Chị mà thấy nó có sợ gì đâu. Đó, nó ngủ cò rồi đó. Vậy mẹ bò vô đi. Thôi, tao cũng sợ chết à. Thôi bà nói mày còn sống, cả tháng tao chưa bước vô đó một lần nữa. Cái gì cười mày? Mẹ già rồi, tao còn sợ ma nữa. Không phải, tao sợ ma thì ít, sợ lỡ nó phát hiện, nó nói mình vô phòng ăn cắp đồ nó, quê lắm mày. Vậy không ấy, thôi đi mẹ ơi, về phòng ngủ đi, khuya rồi. Khoan, không có được, không có kiểm tra, lỡ bả cho nó nhiều tiền nhiều vàng uổng sao mày. Vậy mẹ bẩm gan, bỏ vô đi. Được rồi, mẹ quyết định rồi. Quyết định sao mẹ? Bò vô. Hú hồn hú vía, nó vợ cũ sai. Mẹ, mẹ canh chừng nó đi nha. Đưa túi xách thay con lục cho. Mày canh nó đi, để tao lục cho. Để tao coi cái cảm giác mà cầm tiền vàng tan vật đồ ăn cắp của nó ra sao. Rồi, mẹ lục đi. Nó vẫn đang ngủ mê. Cái gì vậy? Sao? Hả? Nó mới thở mình. Ôi, làm hết hồn hả mày? Rồi, ok. Mở ra. Mở ra. Mở ra, mở ra. Mày nhẹ tay thôi, có chuyện động mạnh nó hay sao? Trời ơi, ba cái quần áo nhỏ không à. Mẹ, 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 mẹ. Còn cái gói này. Để ra đâu đi con coi coi. Sao gói này nó mềm mềm? Cái gói này là cái bộ đồ hồi chiều. Rồi còn gì đây? Cái gì đây? Cái gì nó mềm mềm đen đen nè mẹ? Mở ra đi, mở ra. Trời tiên. Điếm, điếm, điếm. 2, 3. Trời ơi, 6 triệu. Mẹ, rõ ràng tiền này nó chỉa chơm đâu nè. Hay là bà nội, bà nội cho nó? Không phải, không phải, không phải. Đây là số tiền hồi chiều ba với má trả tiền công cho nó. Không phải đâu. Kiếm cái khác đi, kiếm cái khác đi, kiếm cái khác đi. Cái gì vậy? Cái gì nặng nặng nè? Hả? Trời ơi, mấy con búp bê cũ rồi. Hả? Con cho nó đó. Kiếm cái khác đi, kiếm cái khác đi. Mẹ ơi, hả? Mày lục kỹ chưa? Hết rồi, đâu còn gì đâu. Nãy giờ tao cũng lục chặt tanh bành cái cặp của nó hết trơn rồi, có gì đâu nữa. Không biết nó giấu chỗ nào nữa. Sao mẹ cũng hồ nghi lắm mà nha. Không lẽ nghèo kiết xác như nó mà thấy đồ đạc trong nhà mình mà nó không kiếm chác, không quơ quào. Gì đây? Nội khuya quá rồi, con buồn ngủ quá à. Mẹ bò vô phòng trả lại cái cặp cho nó đi. Cái gì? Cái gì mà tao lại bò vô lần nữa hả? Thì hồi nãy mẹ lấy ra, thì bây giờ mẹ phải trả. Thôi, mày bò vô đi. Thôi, ai lấy, người đó đem trả. Cái con này. Bò đi. Trời ơi. Hôm nay tổng vệ sinh, mai thứ hai mọi người bước vào công việc. Hơi mệt, cả tuần lo đám quế hoài muốn chết vậy đó. Thúy, con nghỉ học mấy ngày
con xin nghỉ 3 ngày, mà con nghỉ đến hết tuần luôn. Ba cũng vậy. Chiều hôm qua thằng Minh ở văn phòng đem công văn giấy tờ, ba dồn để ấp cả cặp đây nè. Con tuần qua cũng trễ với bạn 2 cuộc hẹn đi bích nít nè. Tao mới tức nè, bỏ hết một cử đi chùa, chùa chiền phải tôn nghiêm, đi bữa đực bữa cái vậy Phật nào mà ghi công đức. Thôi bây giờ tôi phân công, thằng Thắng con Thúy dọn dẹp ngoài sân nhà vệ sinh, còn bà xuống bếp á rửa dọn chén bát son nồi, còn tôi xử lý một số công văn giấy tờ trong cái cặp này nè. Tính khôn không? Thôi tao dọn sân, còn mày rửa toilet đi. Anh khôn quá ha, sân có 1 cái à, mà toilet tới 3 cái, em lỗ rồi. Anh em mà tính lời lỗ gì? Mày con gái, 3 cái vụ đó mày quen hơn tao. Em cũng có quen, có biết gì đâu chuyện này của ô xin. Lâu nay em có rớ bao giờ? Lỗ mũi em nè, không quen có cái mùi trong đó. Giang đại cát sang trọng tiểu thơ, mà đi làm ba cái chuyện hạ cấp ấy sao? Thôi em không có làm đâu, em chỉ nhận quét dọn cái sân. Việc này cũng nặng nhọc lắm rồi, lá khô lá vàng rơi đầy nhóc kìa anh. Tao chuẩn bị làm giám đốc công ty, vậy mà mày kêu tao phải đi rửa cầu. Việc này đã có bọn đàn em đứng trắng, đó là cái chuyện tương lai. Còn bây giờ ba biểu ba sai, anh dám cãi lại phải không? Ba đã dạy anh rồi hả? Anh quên hay sao? Sao? Dạy cả cả dạy là luật cuộc đời. Bài học này ông dạy cho tao. Anh nói gì em không hiểu? Có vậy mà không hiểu nữa. Ông có nghe lời ông bà nội đâu mà bắt tao phải nghe lời ông. Trời ơi, chén đũa tô dĩa mâm bàn ăn uống bỏ tùm lum như vậy, ai mà dọn rửa cho nổi không biết đó. Vậy bà đập bỏ hết đi. Tôi làm thiệt đó, ông đừng có thách tôi. Công việc này là của bà, bà muốn làm gì tùy bà. Cái gì? Ông nói cái gì? Ba cái chuyện này đâu phải là nhiệm vụ của tôi. Vậy nhiệm vụ của bà trong căn nhà này là gì? Hưởng thụ. Tôi có tuổi rồi, tôi cần có thời gian hưởng thụ, đi chơi đây đó, đi chùa chiền để khuây khỏa tâm hồn. Sống là phải làm việc, phải lao động. Lao động là vinh quang. Trời ơi, lao động là vinh quang. Ông ơi, cái bài học của ông nó cũ quá rồi. Đó, má ông đó, bòn tro đãi trấu, ăn mắm hút rồi, cực khổ cả đời, tới chết không mang được cái gì theo đâu. Thì cha mẹ nào cũng từng tảo lo cho con cái. Lo cho ai? Chứ ba má có lo gì cho ông? Ông được như vậy là nhờ ba tôi nâng đỡ bảo bọc, nhờ tôi chăm sóc. Thôi, tôi không cãi giả với bà nữa. Bây giờ bà muốn gì đây? Mướn ô xin. Nhà này phải có người giúp việc. Nhà 2-3 tầng, ăn ngày ai lau chùi cho nổi. Rồi bếp nút chợ búa giặt vũ nữa, cả trăm thứ. Thì bà tìm người giúp việc đi. Thì cũng phải dò tìm một thời gian mới có người vừa ý chứ. Châu hồ là có ha. Hay là nói con Quế trở lại tiếp một thời gian nữa nghe bà. Cũng được á. Nhưng mà đợt này á, hạ giá nó xuống. Trước đây mướn 2 triệu một tháng là hố rồi đó. Mắc quá. Nhưng nói gì thì nói, bà vẫn phải giải quyết xong mâm chén đũa dơ đó đi. Tôi còn lo bữa cơm chiều nay nữa chứ. Chiều ông bữa nay thôi đó. Tôi tuyên bố nha, trong khi chờ đợi thuê mướn người làm, kể từ ngày mai tôi có nhiệm vụ gọi cơm hộp cho cả nhà ăn. Giấy mời họp kính gửi giám đốc công ty. Tôi ngày họp mà chết mẹ. Mà làm giám đốc như mình không họp thì còn làm gì? Chẳng những phải chịu khó ngồi họp mà còn phải biết uống bia rượu mạnh với đầm. Đơn đề nghị của công đoàn về việc tăng tiền ca đêm cho công nhân. Tôi ngày yêu sách này yêu sách nọ. Cái gì đây?
Trời ơi, cái tiền gì đấy? 200, 500, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 6 triệu. Ủa, tiền gì vậy? Không lẽ ủa, ai viết giấy tờ gì nữa đây? Gửi bác được, con là con mẹ Tư chứ không phải Ô Xin. Nghe tin bà nội bệnh nặng, mẹ con kêu lên đây để chăm sóc đỡ đần cho hai bác. Bây giờ nội mất rồi, con xin phép bác cho con về. 3 tháng ở với gia đình có gì lầm lỗi, con xin hai bác bỏ qua cho con. Kính chúc bác và gia đình mạnh khỏe. Con Trần Thị Quế. Trời ơi, sự thật đây sao? Đất dưới chân tôi dần dần đổ sụp, bao mũi kim đâm vào trái tim rươn máu đào. Khổ thẹn lương tâm, thời gian rời bỏ quê hương 20 mấy năm biển biệt phương trời. Ôi lá thơ tái tê lòng, còn đâu nghĩa nhân nhân nghĩa trên đời. Đang cài đạo đơn trăm phần, sao tôi qua đủ tầm thường trước mẹ con người đàn bà cao đẹp sang trọng. Mẹ, mẹ, con Quế đi về bỏ quên bộ quần áo mà hôm qua mẹ cho nó nè. Chắc nó nôn về quá nên bỏ quên lại chứ gì. Con gái gì mà hư quá. Các người im đi, các người không hiểu gì hết. Tôi là ai? Tôi cần chỉ cuộc sống sang giàu để quên đi bao điều nhẫn nghe. Đến lúc chợt tỉnh ra, đồng tiền vật chất không mua nổi hai chữ ân tình. Dòng dãy quan nghiệp đã trói buộc con người không thể dùng dậy thoát ra. Một kiếp người như giấc mơ qua, đành ngắm ngùi dừng lại bỏ quên bao ân tình còn đó. Giàu sang giờ chết mà vợ chồng không hạnh phúc, còn cái rời xa còn đâu mãi ấm gia đình. Tôi được tìm về kỷ niệm, được tìm lại những ân tình mang nặng, để được sống lại những ngày thanh thản, chuộc lại những lỗi lầm trước lỡ gây ra. Ba làm sao vậy ba? Mẹ ơi, chắc là ba bị chúng nhớ lòng rồi. Hay là ổng lên đằng sông rồi? Thắng, dạ ơi, kêu xe cấp cứu, kêu xe cấp cứu đi con. Dạ. Ba, ba à, ba tỉnh lại đi ba. Alo, ông ơi. Alo, ông ơi, ông tỉnh đi lại đi ông ơi. Xe cấp cứu. Ông sao vậy nè? Alo, ba hay đi đâu cấp cứu?
bóng đêm về cuối thôn buồn em chờ. Sau khi có anh đã về và từ đây nỗi duyên tình ta đắm say. Không, 14 năm qua tôi hoài phí tuổi xuân ôm tấm tình chung mong đợi, nhưng thời gian đã hoàn toàn biến đổi bôi xóa lương năng của người tôi yêu nhất trên đời. Tôi ngày gặp lại nhau có ngờ đâu tan nát rã rời. Anh đã đem lại cho tôi sự đau buồn khổ hận cả một trời băng giá cô đơn. Và từ đây tôi sống bơ vơ như kẻ lạc loài không chỗ tựa. Phải chăng sự có mặt của anh nó tượng trưng cho một trời tan tóc bình tâm nghe anh nói. Phải đâu anh cố tâm tàn nhẫn để gây khổ hạnh cho nàng. Em nức nở khóc than khiến cho anh càng thêm mê hổ thẹn muôn ngàn. Xuất xa lắm em ơi, thân anh như kẻ đang trôi giữa xa ý xa thầm muôn trùng sóng to gió cả hải hùng. Nàng ơi nói ra thêm những nghi nghẹn lời, đời anh nay đã nghĩ chết rồi tình thương. Lại nhau xin em đừng vội nói tiếng chia lìa. Nơi bến cổ đò xưa có những đêm mì trắng nước nồng thời, nước vẫn trong canh khuya còn sáng tỏ. Sao em nỡ để duyên mình mì gái đổ cho đắng, ái tình càng lắm trái ngang lại càng thấm thiết lại càng thêm sâu. Trời xanh thế vẫn biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần.
đừng khóc nữa, từ phút này anh dành tất cả cho em. Bên nước xưa trăng sáng đã lên khoang thuyền, cổ đưa nhau tìm biển vàng. Em hãy giúp anh quên những ngày luôn lạc, vòng tay ôm chặt mộng trùng quang. Hãy trút lên nhau tất cả niềm thương, nhớ cho trời rung, cho nước dở ngập khoang thuyền. 14 năm mong đợi một đêm dời nhớ thương. Người mà không biết yêu đương, ngàn năm khắc phải nghe muôn đường khổ đau.
bốn